Từ sáng sớm tới giờ anh làm gì ở đây anh Quách Tĩnh? Em Hoàng Dung, anh vừa gặp được Dương Thúc Phụ là bạn chí thiết của cha anh ngày trước. Vì mãi mê tâm sự với người nên anh mới để cho em mỏi lòng chờ đợi. Em Hoàng Dung, dù hai chúng ta mới chung bước giang hồ từ mấy tháng nay, nhưng mỗi khi văn hiền ngủ trong giây lát là anh đã thấy lòng mình như thiếu một người. Một người mà lúc nào cũng làm phiền anh à? Chính vì sự làm phiền đó mà nỗi nhớ nhung kia càng thêm sâu đậm. Em Hoàng Dung. Chiều dần trôi theo ánh sương lam, liễu buông tơ dịu dàng theo ánh trăng mơ màng. Nhiều đêm trường hầu em, tình ta nhiều lưu luyến. Em ơi duyên mơ, em hãy đợi chờ. Lòng anh như sương gió chơi vơi, cuốn bay theo mây trời như biển khơi xa vời. Tràn muôn ngàn lượng sông, tình em buồn như liêu. Nghe hơi thu sang vương vấn màu tan. Hoàng Dung ơi, lòng anh đã trót gửi cho em, thì câu ly biệt chỉ làm cho niềm thương tiếc thêm nặng lòng kẻ phiêu bạc giang hồ. Đêm vào thu vắng ngắt hay buổi chia ly lặng lẽ như tờ. Nếu anh không trở lại quê hương thì làm sao gặp được Hoàng Dung? Biết trước có ngày này tha thì anh dừng bước ở biên cương để nghe trăng ngàn thì thầm cùng gió núi. Trăng về biên ải âm buồn, nắng chiều trở lạnh lá thu rơi nhiều. Em không thể gì yêu bà coi nhẹ một đời má vắng mùi hương, nhưng em cũng sẽ không bao giờ hối hận là đã hết giá yêu anh. Rồi đây em sẽ tự giam mình nơi đảo đào qua vô tịch, lấy biển cả làm bức tường ngăn cách đôi nơi. Đêm em làm bạn dưới đằng sau, ngày tâm sự cùng liễu đào trước ngõ. Và chiều chiều em sẽ ra bãi vắng trong về giang bắc để nhớ giang nam. Thà như vậy còn hơn, chớ em không dám phiêu lưu vào con đường tình tuyệt vọng. Dầu rằng em đã từng sánh vai cùng ai trên vàng néo sông hồ. Một đêm từ hiền muối, anh được tin Thúc Phụ và em bị Hoàng Nhan khăn bắt nên anh vào đây để cứu cha em với em. Cảm ơn anh, nhưng hãy khoan đã, em có việc cần nói với anh. Việc gì em hãy nói mau đi, em đừng quên rằng chúng ta đang ở trong nhà giam. Anh nghĩ thế nào về lời hứa giữa bá phụ và cha anh ngày trước? Lời hứa đó, nếu một đằng sanh trai một đằng sanh gái thì sẽ cho chúng thành hôn với nhau. Nhưng khổ một điều là lúc ở Mông Cổ, vì nặng mang ơn của thành các tư hãng, nên anh đã đính hôn với Hoa Tranh công chúa là con gái của người rồi. Nếu vậy thì may mắn lắm. Sao em cho là may mắn? Em đã yêu một người khác. Em yêu Hoàng Nhan Khang? Vâng. Em không biết hắn là kẻ thù của Dương Túc Phụ, cũng có nghĩa là kẻ thù của em sao? Cha em chỉ có mối thù với Hoàng Nhan Liệt. Nhưng Hoàng Nhan Khang là con của Hoàng Nhan Liệt. Hoàng Nhan Khang đâu biết hành động của cha hắn ngày trước, thì tất nhiên hắn không có trách nhiệm gì về hành động đó. Cũng như anh, việc anh đính hôn với Hoa Tranh công chúa, tức là anh đã coi anh không có trách nhiệm gì về lời hứa của bá phụ với cha em ngày xưa. Em cũng có lý. Đêm qua em thức trăng canh thu, ngồi với cội mai già vẽ lại hình anh chàng trai vương già, để cho tâm tư đắm chìm trong thương nhớ bâng quâng. Cành liễu bên tường đứng mơ màng mỗi trăng, mờ mờ trong sương thu thấp quang trông như bông giang của
Con Nghiêu Hoàng Nhan Khang, kẻ thù của cha mình, kẻ đã đối xử phũ phàng với mình giữa chốn đông người à. Thưa cha. Thôi con hãy im đi, từ lâu cha đã dạy con phải lấy chữ nhân nghĩa làm đầu, phải phân biệt kẻ thù và người ân để đối xử phần mình. Nhưng cha chỉ thù với Hoàng Nhan Liệt, còn con của người sanh sau đẻ muộn thì có biết gì đâu tới chuyện cũ ngày xưa. Thôi bất yêu gì hãy mau cầm điều, một bên là cha một bên là tình yêu, con hãy chọn lấy trong một ngày. Dạ cháu xin túc phụ hãy nghĩ suy. Ta đã quyết định cháu đừng biện bạch, nếu nó quyết gì yêu thì ta đi thù hận, cha con sẽ đoạn tuyệt. Cha. Hình như có tiếng người. Cha Quách Tĩnh lên mặt đi. Chào các hạ và cô nương, tôi là sư phụ của Hoàng Nhan Khang. Nghe nói vừa có hành động không phải, nên tôi muốn biết rõ để gỡ phạt nó và buộc nó phải thả các hạ và cô nương ra khỏi nơi này. Khưu Sư Cơ đạo trưởng, các hạ là ai? Đệ là Dương Thiết Tâm đây. Dương Hiền Đệ. Hiền Đệ bây giờ khác hơn xưa nhiều lắm. Dầu vậy, bóng dáng Dương Thiết Tâm ngày trước vẫn còn phản phất ít nhiều. Nhưng vì ngỡ Hiền Đệ đã cùng chết với Quách Huynh. Đệ chết sau yên, khi mà vợ con của đệ và vợ con của Quách Huynh vẫn còn sống, hiện giờ chưa biết đối nổi phương nào. Hiền Đệ khỏi phải bận tâm việc đó, con Hiền Đệ đã có ta chăm nom và dạy dỗ. Đạo trưởng, bây giờ nó ở đâu? Nó là trai hay gái? Nó là Hoàng Nhan Khang. Hoàng Nhan Khang là con của tôi. Hoàng Nhan Khang chính là Dương Khang đó. Trời, tại sao nó không là Dương Khang mà là Hoàng Nhan Khang? Tại sao nó là con của Hoàng Nhan Liệt? Còn vợ tôi đâu đạo trưởng? Hiền Tấu bây giờ là vợ của Hoàng Nhan Liệt. Trời, vợ tôi bây giờ là vợ của Hoàng Nhan Liệt. Hiền Thê ơi, gót chân anh đã dẫm nát những nẻo đường giang nam giang bắc, có những chiều dừng bước ngồi bó gối chờ đợi gió heo mây. Thu năm nay qua la thêm heo gầy, có con chim nhỏ lạc bầy kêu thương như khóc một ngày tàn lùng. Ngày tháng phiêu lưu không làm sợn lòng người cố lữ, nhưng nay thì mộng tương phùng kể như là mây bay gió thoảng qua mặt. 18 năm lần đặng bước phong trần, lòng mong mỗi gặp lại vợ con to lớn nên quên cả trời trở mùa đổi. Chừng hay hoa đào thôi nở thì trời đã hết xuân, chừng thấy lá vàng thôi rụng thì mưa tuyết đã bắt đầu rơi trên khắp nẻo đường phiêu lang. Cũng như ta, cũng như mọi người, Hiền Tấu ngỡ là Hiền Đệ đã chết rồi từ năm đó. Trước ngày nay thì trước kia thà là tôi chết để khỏi phải trông thấy cảnh sanh ly thêm chua xót muôn vàng. Chưa gặp được mặt nhau mà lòng đã ngỡ ngàng. Tôi không tiếc công tôi đã dãi nắng dầm sương khi những tháng ngày. Tôi chỉ thương cho một tấm tình đã được nuôi dưỡng bằng máu đỏ con tim. Nhưng nay dòng máu kia vẫn còn đỏ thắm, mà tấm tình này thì đã nhạt màu son. Có người sắp vào, ta phải lánh mặt, hẹn sẽ gặp lại Hiền Đệ. Kính chào lão hớn và cô nương. Cô nương có phải là một niệm từ người vừa dựng cờ tỉ vũ chiêu phu ở đất kinh đô này? Thưa phải, cô nương là ai? Tôi là Hoàng Dung. Chẳng hay cô nương tới đây có điều chỉ dạy bảo cha con chúng tôi. Tôi muốn hỏi về cái nghề đánh võ chọn chồng mà cô nương vừa mang tới kinh đô này đó. Chẳng hay trải qua 13 tỉnh từ Giang Nam lên tới đất Bắc này,
cô nương đã chọn được bao nhiêu chồng rồi? Cô hãy khéo lời chút. Vì tôi thấy chỉ tại đất kinh đô này mà cô nương đã chọn những hai người chồng trong một lúc. Hai người chồng trong một lúc? Dương Tử Hoàng Nhan Khang. Và ai nữa? Quách Tĩnh. Trong một lúc mà có được những hai người chồng vừa hào hoa vừa có võ công quán chúng, trong khi đó thì cô nương lại bị họ bỏ rơi, nên cô nương ghen với tôi đó chắc. Cô hãy câm lại đi. Tôi không hiểu tại sao lại có người mặc vàng mài dài, đem phẩm giá rào bán giữa phố phường, cười đây đưa với những chàng trai xa lạ, còn coi mình như thiên hạ vô song. Cô thích chàng nào thì tôi xin nhường lại, hoặc nhường hết cả hai cho cô cũng được. Còn việc của tôi xin cô chớ xen vô, vì chúng ta là hai người chứ không phải là một. Tuy hai nhưng cũng phần quần thoa yếm dần, nên tôi mới nói cùng cô những điều phải trái. Những điều đó cô hãy đem cất vào phòng quê. Tôi là kẻ sống dưới sương gió giang hồ, muốn điều gì thì tôi thẳng thắn nói ra. Cô có ghen thì cô cứ nói thật lòng mình, đừng giả nhân giả nghĩa để lòe tôi. À, khốn kiếp thì đỡ. Khoan, Hoàng Hiền Muội, đều là người nhà với nhau cả, sao Hiền Muội lại đến xuống tay? Một niệm từ là em quanh, tuy không phải máu xương nhưng tình thâm như ruột thịt. Không, tôi không còn yêu Hoàng Nhan Khang nữa. Anh còn chối cãi nữa thôi, không yêu Hoàng Nhan Khang thì yêu ai? Nếu không là Quách Tĩnh. Thôi tôi đi đây. Hoàng Dung, Hiền Muội, hồi nãy Hiền Muội nói với anh là Hiền Muội yêu Hoàng Nhan Khang, rồi bây giờ trước mặt Hoàng Dung Hiền Muội nói không yêu là không yêu làm sao? Hồi nãy yêu được, bây giờ yêu không được. Tại sao lạ vậy? Vì Hoàng Nhan Khang chính là Dương Khang đó. Hoàng Nhan Khang là Dương Khang? Có thật vậy không Dương Thúc Phụ? Thật vậy đó cháu. Chính chú còn không biết nó là Dương Khang thì em con làm sao biết được. Nhưng nếu nó thật lòng yêu con thì con cũng có quyền yêu lại, vì con chỉ là con nuôi của cha. Một miếng từ là con nuôi à? Phải, 18 năm trước sau khi lận bệnh, cha đi lang thang với một kẻ lạc loài mà cha tưởng chừng như mình ở giữa bể cả. Mình mong trên chiếc thuyền nhỏ bé chỉ có nước theo dài gió thổi, trọn tâm lầm dời với nỗi niềm đơn côi giữa cánh rừng thông. Một đêm cha dừng chân, mai tiếp nôi phong trần, bỗng có tiếng cốc từ đâu vọng lại. Cha vội vã đi tìm thì tiếng khóc đó chính là con. Trời ơi, tôi chỉ là một đứa con quan. Dương Quý giảng đây. Dương Quý giảng đây. Không, đừng. Đừng gọi ta là Dương Phi, và cũng đừng tung hô vàng tuê. Đừng đưa ta tới tột cùng của cuộc đời Dương gia. Dương Thiết Tâm, chàng vẫn sống mãi trong lòng thiếp. Dương Thiết Tâm. Dương Thiết Tâm, Dương Thiết Tâm. Thiếp kính mừng Dương gia. Thôi hãy câm đi, giọng nghe lưỡi lệ phép đi của nàng. Giờ ta đã hiểu tại sao nàng phá chặt cửa lòng. Đã 18 năm qua ta đưa nàng vào cung điện, là ta muốn dâng cho nàng tất cả quyền quý cao sang, đều là nhiều kẻ ước mơ nhưng không bao giờ thành tựu. Thế mà giữa ta nàng trước một ngày làm vợ, nàng cứ mãi chung tình với một người đã chết từ lâu. Xin Dương gia dừng bớt cơn phẫn nộ, nên suy lại tình tường chuyện tình yêu và duyên nợ. Duyên nợ gì khi nàng chỉ cho ta thể xác còn tâm hồn, thì nàng đã gửi cõi hư vô. Hương sắc tôi Dương gia đã hưởng trọn rồi, con trai người ra đời cũng thành con của Dương gia. Chỉ còn lại cho tôi manh áo đất của chồng già, cây thương gái túi buồn cho một đời hiên ngang. Chắc Dương gia còn nhớ những điều mà Dương gia đã nói lúc ban sơ. Ta nhớ lắm. Lúc đó ta chỉ đòi hỏi thể xác của nàng cho ta thỏa mãn tình trăng gió, để bù lại ta sẽ nuôi dưỡng con của nàng và coi nó như con ta. Bây giờ nàng còn muốn gì hơn nữa chứ? Dương gia. Thôi, Hoàng Nhan Liệt này không còn muốn nói chuyện nhiều với nàng, ta đi. Dương gia, Dương gia. Tại hạ kính chào Dương Phi. Ông là ai? Thưa Dương Phi, tôi là kẻ trước kia cũng có gia đình đầm ấm,
sông hiền hòa với người vợ đẹp nhất trong thôn. Nhưng nay thì những đêm đông ngồi bó gối chờ giá lạnh vào tim, bỗng tuyết trắng vô tình rơi lả tả. Cuộc đời ông thật là buồn thảm, nghe mà thương cho thân phận một con người. Nhưng tại vì sao ông lại vào đây than thở? Tôi vào đây vì tiếc thương một mùa xuân qua đào hồng trước ngõ. Dù đã bao phen trời trở mùa đổi gió, nhưng bóng dáng của xuân xưa vẫn còn rạng rỡ trong lòng. Mỗi độ xuân sang tôi ngồi nhặt từng cánh hoa đào, để dựng lại một mùa xuân xưa mà bấy lâu lòng tôi tưởng những tiếc thương. Nhưng những cánh hoa rơi không dựng nổi mùa xuân, mà thời gian cứ lần lửa quá mau, để nỗi nhớ nhung hằng lên trang mây nếp nhăn nhẹo như mấy lối mòn về dĩ vãng. Hình như ông vào đây để trách móc tôi, nhưng tôi vẫn chưa nhớ ông là ai, có liên hệ với tôi như thế nào. Ngày nay bà ví như thấy sân bắt đầu, còn mẹ tôi chẳng khác loài có dài qua hèn. Ngày xưa tôi có lần dừng bước ở Ngưu Gia Thôn, nên mới biết bà làm bao tích nhược. Còn tôi là ai thì bà không cần biết, mà bà nên hiểu rằng tôi vẫn nhớ, nhưng bà đã quên. Cung son làm cho bà thêm đẹp thêm duyên, thì sương gió làm cho tôi thêm già thêm xuống. Nhưng nếu nhớ thương xưa không còn nữa, thì hình dáng này đẹp đẽ mà chi. Lời lẽ của ông nãy giờ giống như lời lẽ của một người chồng đi xa về cách vợ. Nhưng tiếc thay chồng tôi đã chết. Chồng bà đã chết? Chồng tôi chết cách nay hơn 18 năm qua, chỉ còn để lại cho tôi manh áo rách và cây thương gãi cao. Những món vô dụng đó bà giữ nó để làm gì? Tôi giữ nó để nhớ, để thương, để chờ, để đợi. Dù rằng hai cuộc đời đã cách xa muôn trùng diễu vời, nhưng tấm tình thương ngài cứu cho tới nay vẫn còn mong đợi buổi tương phùng. Biết rằng đó nghĩ là ngày ước dòng ngông cuồng, nhưng tôi vẫn coi nó là lẽ sống cho một cuộc đời đã nghẹn lối đi. Cây thương gãi và chiếc áo cũ thì nào có giá trị chi, nhưng với năm tháng ai bi, nó là đôi bạn chi thân để cho tôi gửi trọn tâm tình. Dương thiết tâm chàng. Bà không ghê tởm khuôn mặt yêu ma và thân hình gầy gò dơ bẩn của tôi sao? Dương thiết tâm chàng, sao chàng nỡ nói với em câu đó? Khuôn mặt yêu ma đâu đáng ghê sợ bằng tấm lòng phản trắc. Nỗi đau khổ triền miên làm cho thân xác yếu gầy. Chàng hãy đưa thiếp rời khỏi nơi đây để sống lại với những ngày đầm ấm cũ. Còn con của chúng ta? Thằng Hoàng Nhan Khang, tức là Dương Khang sẽ... Lão già hãy đỡ. Dương Khang, con đã giết cha của con rồi. Mẹ đã lầm rồi. Đây là lão già một dịch chứ đâu phải là cha của con. Không, Dương gia Hoàng Nhan Liệt chỉ là cha nuôi của con. Còn người tạo cho con nên dốc nên hình chính là lão già khốn khổ này. Từ khi gặp con đối xử rất tàn nhẫn với cha. Đó chỉ tại con vô tình, cha sẵn lòng tha thứ cho con đó. Ai là con của ông mà ông nói giọng cầu cao? Ta sẽ đi mời cha ta lại. Khang Nhi,
Tôi ngỡ rằng thằng Khang nó dối gạt ta, nhưng không ngờ đấy là sự thật. Dương gia, những câu đức hạnh ngày trước nay đã trở thành lời phản bội. Đôi môi nở mộng tình xưa giờ chỉ là cửa ngõ của dâm loạn. Dương gia, xin người chớ quá vội vàng. Thôi, tiếng nói của giai nhân như gió nghi đưa hương, say đắm muôn phương tan nát tâm linh những ai đã trọn tình hai tiếng nghĩa nhân và chữ ân tình. Tính mộng rồi ta ngỡ ngàng câu đã vàng. Nếu thật dương gian chẳng tin lòng tôi thì hãy giết tôi đi, chớ nặng lời chi cho đau khổ đôi đường. Một là tôi nên lặng yên để cho nàng thông dong đi vào trong tội lỗi, hoặc là tôi giết chết nàng đi để coi con tim phản bội kia có mấy nẻo chung tình. Nhưng cả hai tôi vẫn chưa ý chọn được một con đường. Lặng thinh thì nghe tim mình đau dây rứt, giết nàng thì tôi không nỡ xuống tay. Tôi biết lòng nàng chẳng yêu tôi, nhưng ngày ngày nghe giọng nói tiếng cười, đêm đêm quen mùi hương mái tóc, thì ai dám bảo rằng trong khóe mắt kia chẳng có một chút ân tình. Gã kia, có phải ngươi là lão mãi võ Mục Dịch không? Phải, ta là Mục Dịch. Nhưng cái tên Mục Dịch chỉ là che mắt kẻ thù, còn cái nghề mãi võ là bình phong để cho ta đi tìm một thằng hèn nhát. Mũi tên này có phải của nhà ngươi không? Ta cực khổ giữ nó suốt 18 năm trời, giờ ta xin hoàn lại chỗ cũ. Trời, mũi tên của ta. Ngươi đã bỏ quên trên ngực ta tại Ngư Gia Thôn đó. Dương Thiết Tâm. Phải, Dương Thiết Tâm. Ngươi còn sống nữa? Còn chớ, ta vẫn sống, và ngày nay đến đây để tìm mi. Ngày xưa mi bắn ta bằng tên kia, mi vay nợ thì bây giờ phải trả lại, đó là chuyện thường, có gì đâu phải giật mình. Ta có chết bởi thù xưa cũng kêu nghi hắn cười to, vì với ta từ xưa cho tới nay hễ hành động là ta sẵn sàng chờ hậu quán. Vậy thì ngay bây giờ ta chém đầu cũng là vừa. Một niệm từ con, cha sắp chết, nguyện vọng cuối cùng của ta là muốn cho con và Quách Tĩnh nên duyên chồng vợ. Lão ma đầu Mục Dịch đâu? Nếu muốn toàn mạng thì hãy lập tức trả mẹ ta lại cho ta. Khoan, Dương Khang, hãy dừng tay lại. Trời, mẹ, vì sao mẹ quy y thi pháp, gửi niềm riêng trong lớp áo nâu sòng? Cứa tờ bi tờ đây mẹ xa đắng, vội thế gian đây cái đắng phú vàng. Miếng là con nhìn cha phúc ly trần sắp tàn vơi. Ôi ngờ ngàng tương đâu như giấc mơ, con dập đầu xin cha tha trẻ. Thượng đế cho tôi linh hồn cũ để gọi lên hai tiếng cha tôi. Trời ơi, tôi chỉ là giọt máu rơi theo mẫu thân phiêu bạc mười mấy năm trường. Cha ơi, nghịch cảnh trớ trêu và cay nghiệt phủ phàng, đã an bài số phận kẻ làm con thờ người khác nửa đời kêu Dương Phụ. Gặp cha mình chưa dám gọi là cha, lỗi nơi con không kịp nghĩ suy, đã nghi làm cho đất bằng sông dậy. Cha ơi, chiếc lá rơi trôi theo dòng định mạng, ngày hôm nay đã nhớ
người không có quyền quên cõi rễ. Phải, loài người không có quyền quên cõi rễ. Dương gia, người đến đây để làm gì? Dương Hoàng Nhan Khang bao tích nhược, ta đến đây để tìm giọt máu. Lặng lẽ nghi trở về tim, ta tới đây để tìm chiếc lá rụng đang âm thầm mà lén về cõi rễ. Khang con ơi, tất cả những việc xảy ra đều là sự thật, một sự thật đau lòng cho tất cả mọi người, kể cả người gây ra tội ác là ta. Từ đây ta xin trả lại những gì ta đoạt của kẻ khác và mong sao cho hợp phố câu vần. Các người ơi, rồi đây còn lại những ngày buồn của chuỗi đời dương gian, thì ta phó mặc cho dòng thời gian đưa đẩy số phận không tình thương. Dương Khang, con hãy đem thi thể cha con vào chùa để ta lo an táng. Cha ơi, con là Dương Khang, con của cha đây. Lâm Kỳ chàng. Quyên Quyên, anh muốn nhắc một lần chót cho em nhớ là đừng bao giờ nhìn anh bằng cái nhìn sai đắm của một tình nhân. Em hãy nhìn anh bằng cái nhìn của cô em họ, như thế mới mong hoàn thành được kế mỹ nhân. Nhưng em yêu anh. Là gái hung nô, bổn phận em là phải ru ngủ và mê hoặc mạc hầu, vị quan tri phủ già nua của nhà Hán, cho đến ngày đoàn quân hung nô bách chiến bách thắng của chúng ta có thể theo ngõ giang nam này mà làm cỏ quan quân nhà Hán. Hình như anh không còn muốn gặp em. Phải chăng ánh mắt của Quyền Châu tiểu thơ đã làm anh thay đổi? Quyên Quyên, anh cấm em ghen bóng gió và lo nghĩ vẩn vơ, phải gác lại tình riêng mà nhìn vào sứ mạng. Em nên nhớ, đối với mạc hầu tri phủ, dẫu em ghét cũng phải cười vui, phải nói tiếng yêu đương. Còn với anh, dù em nặng tình thương cũng dằn cơn sôi động phải hứng hờ lãnh đạm. Ta hy sinh mối tình đầu để hoàn thành kế nhiệm màu. Em lo lắng mối tình duyên tươi thắm của đôi ta, theo thời gian rồi đây sẽ phôi pha. Vì bên cạnh nàng Quyền Châu xinh đẹp, anh đổi thay tâm tình, em khổ sầu riêng mình. Em đừng nghĩ chuyện vu vơ, sở dĩ ta phải ẩn nhẫn đợi thời cơ là vì hiện tại quân của ta chưa đủ sức đối diện trường chinh với quân Hán. Kìa, có bóng người đến, anh phải lánh mặt. Quyền Quyền ai nương, giọng nàng sao mà êm mơ huyền diệu, như tiên thì thầm tình trăng do chơi vơi. Ước làm sao ta được sống ngàn đời để khỏi mất ai nương và tất cả. Dạng tạ ơn thượng quan đối tượng nên phận qua hèn có dài. Ai nương ơi, được nhìn ngắm dung nhan kiều diễm, ta mê mẩn tâm thần, tưởng chừng lạc lối động đào cùng tiên nga hội kiến. Bẩm thượng quan xin chớ qua lời khen tặng sắc thiên hương, mà thẹn tuổi phận hồng nhan thua kém xa đó qua hai đường. Chẳng tâm hồn cô hoành một cánh bèo trôi, một đóa hoa lạc loài. Ai nương chớ khiêm nhường, chớ buông lời hờn riêng thân thế. Ta đã yêu nàng với tâm tình nồng say đắm đuối. Thượng quan đã yêu em sao còn nghi hai người đang kinh, là lắm kỳ biểu không. Ta vẫn tin cẩn và hậu đãi Lâm huynh và sư phụ của người luôn, vì ta là em rể của Lâm võng sĩ kia mà. Thưa cha. Quyền Châu con, à lại có hàng sinh đại thi sĩ nữa chứ. Bẩm thượng quan. Quyền Châu con, cha muốn khuyên con đừng bao giờ yêu kẻ bất tài vô dụng.
hãy noi gương Ngọc Bích em con. Nó biết chọn tay kiếm khách anh hùng như Vũ Khanh Trang Sĩ. Cha nói thế, con đủ hiểu ý cha rồi. Thôi, cha vào trong, kẻo ai nương Nguyên Nguyên trong đợi. Hàng sinh chàng, khuyên chàng chứ phận chi buồn lòng. Thật ra, em cũng nhận thấy, đã đến lúc bậc nho sinh tài trí như chàng phải để ý đến việc kim cung. Kim cung mà làm gì? Văn tài quanh ha không giúp ích gì được cho văn quốc ư? Văn tài xuất chúng của chàng chỉ ổn định được lòng người thời bình, chứ không đuổi được thù thời loạn. Em nói thế, thảo nào cha em chẳng xem thường tài mua bút của anh. Chàng đừng lầm hiểu lòng em. Yêu chàng, em muốn đánh thức chàng tình mộng nho sinh, gạt nghiêng bước đi sống đời dùng tương. Chàng ơi, khi non nước sắp lâm dòng nguy biên, bởi rợ hung nổ ao chiến tham tàn, chúng đang đợi thời cơ để thực hiện mộng xâm loạn. Nếu chàng không đổi nghề văn ra võ nghiệp, dùng kim thần ngăn chung giữ biên cương, thì tình ta sẽ là một bài thơ ly biệt. Riêng em phải mang sầu hận muôn đời, mà chàng cũng lỡ mộng yêu y đương bé bàn duyên số. Rỡ hung nô chỉ là quân ô hợp, đã bao lần thôi bại đau thương. Vẫn biết sức chống ngăn của hang tộc hùng cường, nhưng dân ta sẽ bị chim lằn từ tất đất. Em là gia nhân thì chỉ nên nói về hương sắc, về muôn hoa đua nở giữa mùa xuân. Em thấy chăng ánh sáng dần trăng thơ mộng, bùa lưới văn tơ khắp ngọn lá đầu trăng. Kìa là một cánh sen tươi thắm ngự trên mặt kỳ nước yên lành, và bao nhiêu cảnh đẹp dịu dàng như thầm ca tụng cuộc đời tươi đẹp. Một vẻ đẹp dịu dàng như bài thơ, trời sinh ra anh là để làm thơ, để ca ngợi tình yêu và hương sắc. Anh không muốn làm quen với kim thép vì anh sợ có ngày phi dây máu hồn thơ. Xin từ biệt, vì nàng thơ đang chờ hàng sinh bằng sĩ. Hàng sinh, hàng sinh. Vũ Khanh, mưu kế ta sắp bày đã xong, cháu và Quyền Châu cứ y theo nó thi hành. Kìa, nhà sư giả của ta đã đến. Thưa bác, nhà ngươi phải có giọng sư cụ và điệu bộ nhà tu. Mô Phật. Vũ Khanh ơi, thật đáng ghét, cứ chạy trốn người ta hoài à. Và chào hòa thượng, chào lão bá. Mô Phật, kính chào tiểu thơ. Thưa tráng sĩ, bần đạo từ xa lặn lội đến đây tìm tráng sĩ là để trao cho tráng sĩ một bức thơ của Thích Huệ Quang, vị hòa thượng quá cố trụ trì ở chùa Quan Âm. Thơ gì đó chàng? Vũ Khanh cháu, trước giờ đi về cõi Phật, cậu ân cần nhắc nhở cháu nhớ, đừng bao giờ quên lời phát nguyện ngày xưa. Hãy nói theo đường đi của cậu, cậu gửi cháu lại cho thầy hiến tâm. Trời ơi, cậu tôi chết mà tôi không thấy mặt. Nếu tráng sĩ nặng lòng thương nhớ ngài Thích Huệ Quang đã từ bi quá cố, thì bần đạo khuyên tráng sĩ nên khắc cốt ghi tâm những lời ngài đã dạy khuyên, là phải lánh xa cuộc sống trần tục lũy phiền, noi gương ngài xuất gia tìm đường siêu thoát, trong tiếng mõ hồi chuông trong kinh kệ cao thâm. Đã từ lâu tôi thường lo nghĩ vẫn giờ, vì kiếp con người sanh ra giữa chốn trần ai, công danh sự nghiệp chỉ là bọt nước làng mây. Sau khi không chàng nói giọng chán đời, như kẻ bất tài thất chi muốn trốn đời giữa tiền môn. Thưa bác, cháu đã quyết định xuất gia đầu Phật. Bác rất vui mừng, xin cáo từ tiểu thơ. Mô Phật, xin chào tráng sĩ, chào tiểu thơ. Vũ Khanh, anh đi tu để được gì, ai bắt buộc anh? Một nghĩa vụ thiêng liêng bắt buộc anh em mà. Dạ, anh đi, anh cô quên em ngày nay,
để ngày sau được gần em mãi mãi. Để ngày sau được gần em mãi mãi. Hay để ngàn ngày sau và muôn vạn năm sau phi sầu nhớ tiếc thương. Một mối tình tan vỡ chẳng biết gì đâu. Không người lầm lỗi, chẳng kẻ đổi thay mà người phải rẽ đôi. Dòng yêu thuyền người mong, kẻ người một phương trời, người người một phương trời. Anh xin trả lại em tất cả tình em trao, để em xây mộng đời với một người mới phi thường. Mong đời em được vui đẹp cõi thiên đàng mà anh ước mơ. Em không thể quên anh, em chết mất. Ngọc Bích, Ngọc Bích. Quyền Châu được cùng tiểu thơ so bước dưới ánh trăng, tôi cảm thấy mình đã biến thành một người rừng không tên tuổi. Trang sĩ tự hạ mình thì thôi, cái đẹp của giai nhân làm sao sánh được cái đẹp hùng tráng oai nghiêm của một trang dũng sĩ. Nếu thật sự tôi có đầy đủ những cái đẹp đó thì tôi xin thêm vào đó linh hồn để dâng tặng tiểu thơ, hầu mong được làm một tên nô lệ. Em ân hận nó không được cùng tráng sĩ hạnh ngộ sung hương. Vậy mà từ bấy lâu nay em không thấy cái tên hàng sinh ngẩn ngơ bỉnh hoàng là vô duyên đáng ghét. Nếu tiểu thơ muốn không còn bận mắt thì với cánh tay này tôi sẽ ném hắn qua bên kia bờ thế giới. Lão, tên thất phu kia đừng vô lễ. Hàng sinh, nhà ngươi muốn gì? Muốn được ta bóp chết hay nhờ ta đâm thủng con tim? Ta muốn dạy ở mi một bài học về lễ nghi, cho bỏ tánh kiêu căng hỗn lao với mọi người. Đừng nói xấu nhiều lời nghênh yêu ngang khi vắng mặt của đối phương. Hàng sinh chàng xin đừng dại dột, hãy tự lượng sức mình. Nếu nông nổi không còn nghĩ suy ắt rước lấy hiểm nguy. Thôi cầm đi, ta không muốn nghe người đẹp mà tâm hồn bận nhờ phản trắc điều hòa. Lâm Kỳ, ta thề lấy máu nhà ngươi. Lấy máu bằng gom hai với bút lòng hỡi thì nhờ ngu dại tên trói gà không chặt. Ta không hề nhát non gan, giúp mi có dịp để khoe tài cùng với người đẹp. Hàng sinh, gom đi. Trang sĩ, xin trang sĩ đừng hạ kẻ dưới tay. Nể lời tiểu thơ, ta thà mì khỏi chết. Tiểu thơ, hãy cùng tôi trở vào yến tiệc cho khỏi bận mắt với tên này. Vâng. Hàng sinh, hàng sinh có sao không? Để tôi buộc lại vết thương. Không cần, tôi không cần một ai thương hại. Chào Vũ Khanh. Hàng sinh, hàng sinh đã quốc khẩn ra đi vì thay tử bất tài trước gió lực. Hàng sinh ơi, tôi mong anh sẽ từ bỏ ngọn bút lông để cầm thanh kim bao, và lực lượng trong xâm lăng của dần hang sẽ có thêm một dũng tướng oai hùng. Đây là công kho của Quyền Châu ý cây bát đương thượng điền, nhưng hàng sinh chỉ biết oán hận kẻ phụ tình trong võ kinh văn. Mà riêng Vũ Khanh tôi cũng có lỗi, đã khoanh tay đứng nhìn người thó nhục. Anh ra đi với nỗi lòng căm tức, chớ biết đâu đó là những người thân quý nhất trên đời. Quân sĩ, dạ, hãy bắt tất cả những kẻ có mặt trong chùa này cho ta. Dạ. À, Quyền Châu, Vũ Khanh. Quyền Châu còn đến đây làm gì? Thưa cha, chị, mặt chị đã tái rồi, chị hãy nói đi. Tại sao? Tại sao vậy Đỗ Bất Hiếu? Không lẽ chúng bay là bọn mưu phản triều đình? Rồi chúng bay phải chết. Thưa quan tri phủ, tôi thu thật với ngài,
chinh chúng tôi là... Thưa cha, chúng con lỡ dài. Sao? Đồ yêu tử bôi lọ gia phong. Thượng quan dần cơn phẫn nộ. Theo mạc sĩ thì kẻ đáng chết chính là Vũ Khanh, là kẻ giả vờ đi tu để bài trò dâm loạn, dùng quỷ kế tà tâm mê hoặc lôi cuốn Quyền Châu. Không không, tội nhân chính là con người đẹp vượt qua kính tường cao đi tìm phúc sai xưa. Được rồi, ta sẽ dành cái chết cho cả hai, để cõi âm không thiếu phường đắc nết lang tâm. Ngài hãy giết tôi đi, bằng cực hình nào cũng được. Xin Ngài tha cho Quyền Châu vô tội đáng thương. Dạ xin Ngài tha cho con người tuyệt sắc mới phạm tội lần đầu. Dạ xin cha xa tội cho một anh hùng mới nhất phen lầm lỡ. Ủa, Lâm can sĩ xin tha một, con xin tha một, thì cha bắt ai chết bây giờ? Không ai chết cả, Ngài để cho họ được sống. Hàng sinh đã về. Phải, tôi đã về kịp lúc chân kia một trò đời bẩn thỉu. Cầm, tên trói gà không chặt, hãy cút đi, nếu không... Thế à, ta là kẻ trói gà nên không cần phải dùng đến kiếm, mời nhà ngươi. À, khốn nạn, ta sẽ gọi thầy ta, mới chờ xem ta trả thù. Tráng sĩ, hàng tráng sĩ, tráng sĩ quả là một thiên thần có những cánh tay vô địch mà mắt phàm không nhìn thấy được. Dạ đại nhân quá khen. Lúc nào trang sĩ cũng xứng đáng là rể con gia đình họ Mạc. Ngọc Bích con. Dạ. Con hãy tâm sự với trang sĩ. Cha phải về trước để gặp Thiết đại nhân. Hàng sinh, thật em rất vui mừng. Hãy giang ra, kẻ lang tâm đã đánh mất linh hồn. Hàng sinh, tôi khuyên anh chớ nặng tiếng với nàng. Quyền Châu không phải một gái lăng loạn, anh không quyền mỉa mai nguyền rủa miệt khinh. Vậy ai có quyền được đối với con người đẹp? Quyền ấy có phải chẳng đã về tay Vũ Khanh? Vũ Khanh vẫn bạn tốt và em vẫn yêu chàng. Vì lẽ riêng bí ẩn em có nói rõ ràng. Chỉ còn đủ gan chối tội phải chăng? Chàng biết đâu sự thật mà em không nói được. Phải rồi, không nói được nơi đây vì không phải là phòng riêng. Không cần phải nói nhiều, tôi là kẻ vỡ mộng nữa chừng. Hàng sinh hãy giết tôi đi. Xin chàng hãy giết em. Không, tôi sẽ cho hai người được sống. Vì hai người là những kẻ biết yêu và sống, nên cần phải được sống và yêu trong ấm êm sang cả trong đẹp vui tươi thắm muôn đời. Nhưng phải sống ở trong ngục tối hang tù, để họ khỏi làm mặt thanh cao đạo đức, để dối gạt người thân và đánh lừa sự trung thành của những người yêu chân thật. Cũng đi để cho khỏi nhục nhã xót đau khi phải nhìn bóng trăng tinh khiết và nhìn ánh sáng nhuộm màu vàng. Em biết nói gì để chàng hiểu và tin em bây giờ? Cô còn nói gì được nữa? Sao cô không cười lên trước một người tình bị cô miệt khinh quanh bỏ, và một đứa em đã bị cô cúp mất người yêu? Chỉ là chị của em mà, tại sao chị không cúp em ngọc bao bạc vàng lầu hoa nhung lụa, mà chị lại cúp của em lẽ sống duy nhất khi ở trên đời? Tại sao chị không giết em đi, để em khỏi phải khóc ngày này về sau, chị cũng không buồn đau ân hận. Chị dạy em yêu thương, chị khuyên em đừng ích kỷ, chị nhắc em làm việc phải điều hay. Để rồi ngày nay chị dạy em khóc, chị làm chuyện xấu xa, chị bôi lọ gia phong, chị để hàng ít kể nghi và chị nhẫn tâm phá hủy một người tình. Ngọc Bích, em nên nhẹ lời thương hại Quyền Châu. Thương hại? Tại sao chàng chẳng thương hại em, nỡ để em sầu em? Ngọc Bích, anh
anh xin lỗi đã làm cho em sầu khổ, đã không đáp lại tình em bằng một mùa hoa ân ái ngát trời hương phấn, và một cuộc sống bình lặng yên vui như dòng nước chảy dưới trăng lành mây đẹp. Em hãy quên anh đi, quên như một lần gió mà em không cần biết từ đâu đến, rồi đây nó sẽ về đâu. Em hãy xem anh như là một cơn gió thoáng qua mình. Tuy anh là một tội nhân, nhưng anh muốn em hiểu anh là một người bạn tốt, một người có thể chết vì em, trung thành vì bạn và không thẹn mặt với một người hiền. Trung thành à? Vũ Khanh, rồi giấc mộng của chúng ta sẽ ra sao? Vũ Khanh ơi, dù trời không chiều lòng chúng ta, nhưng Vũ Khanh cần phải sống. Phải, Vũ Khanh phải sống. Sống cho lòng ích kỷ, cho cuộc sống đê hèn, cho khát vọng cuồng si, cho tâm hồn bẩn thỉu. Và cũng sống để làm một anh hùng lý tưởng của người đẹp Quyền Châu. Nhớ lại ngày qua, người tôi yêu muốn giết tôi bằng gươm kẻ khác, còn bạn hiền tôi đứng nhìn tôi là một thằng hề bị chà đạp đuổi xua bằng cách nhục nhã ê chề. Tôi muốn hai người bị giam vào ngục tôi không phải vì tôi là kẻ tiểu nhân thù oán chuyện ngày xưa, mà tôi chỉ muốn đời bớt đi hai con người tội lỗi đang khinh quân. Hải Quang! Sao? Cô muốn giết tôi à? Không, em muốn tự giết em. Em muốn tự giết em để oán hận chàng lắng xuống, mà tha tội cho Vũ Khanh là một kẻ đang sống trên đời. Vì yêu nên Vũ Khanh cô miệng mà phải câm lời, chứ sự thật Vũ Khanh chẳng yêu em, mà em đến đây để cầu xin ban bố tình yêu. Vì em là kẻ lang tâm, tình yêu mất nghĩa trăm năm chờ đồng. Dù cho hồn vẫn trắng trong, dù cho có lúc đi sầu mong chàng về. Cô sầu mong tôi à? Tôi là kẻ chết hồn thơ, cô đừng nói chuyện vẫn dơ thương sầu. Đời tôi nay đã bắt đầu mơ, danh tương trên đầu lâu sát người. Nếu thế thì chàng hãy giết em đi, để bắt đầu cho những chiến công danh tương, và cởi trôi tha tội cho Vũ Khanh, để nuôi lên một tâm khi trượng phu, một tấm lòng của khách cùng anh mà thường muốn làm một danh. Chàng nên nghiêm khắc dung mạnh tay gươm, và chàng hãy khoan nghi dung mà mở rộng cửa lòng. Em là một kỳ khách má hồng, mà trời xanh để ngược dòng đắng cay. Không hiện tại chẳng ngày mai, chết là thoát kiếp đi đọa đài trung chuyên. Tôi không quyền giết và xử tội ai cả. Các người phải sống để chịu sự hình phạt của lương tâm. Đồ quý, tôi giao ngài những tội nhân. Dạ. Hãy mở ngục cho ta, Quyền Châu. Tôi ân hận đã để thân ngọc của nàng phải trải đêm dài trong ngục lạnh. Nàng hãy kiên nhẫn chờ, chờ một canh nữa thôi. Tôi sẽ có đủ quyền lực biến nơi đây thành phòng hoa lầu ngọc. Phòng hoa lầu ngọc hay là địa quyệt của kẻ phản bội ngu si? Nguyên Nguyên, ai cho phép nàng vào đây? Còn anh, ai cho phép anh giam vào nơi đây để điên cuồng bộc lộ tâm tình? Dân người trái tim cầu xin chết trước nữ thần hiền linh. Thật là ngu tôi, anh là kẻ đã đi ngược đường sai lối. Cô có quyền gì hay cô chỉ là nàng hầu của Mạc gia? Tội anh đã nhiều, hãy chống mắt mà xem tôi trả thù. Chào anh. Trang sĩ, nếu trang sĩ thật lòng yêu em, xin
xin tha thứ dùng Vũ Khanh vô tội. Chàng hãy nuôi yêu em bằng hành động, thì em sẽ nguyện theo anh đến cuối chân trời, xây mộng yêu đương để đáp lại tình thiết tha cao quý của một trang quân tử anh hùng. Nhưng tôi muốn nói, ngoài kia gió trăng đang chờ ta, dìu nhau đi trong hương sắc ngàn hoa. Ôi nên thơ cánh gió trăng qua kệ buông, triền miên say nồng giấc mộng vàng thiên thai. Được rồi, ta sẽ chiều ý nàng. Dạ. Điều chi? Quân ta đã lui dần và đã rối loạn hàng ngũ. Được rồi, Quyền Châu hãy theo ta. Quân. Dạ. Đừng thả Vũ Khanh bắt về làm con tin cho ta. Bắt Tuấn Điền. À, Lâm Kỳ giết ta. Quân sĩ. Dạ. Hãy đuổi theo quân giặc. Dạ. Kìa, Bắc Thượng Điền. Hàng Sinh, Quyền Châu, Bạc Chệt Mật. Quyền Châu, ta không ngờ đến phút cuối cùng mà cô vẫn còn theo giặc. Quân giặc. Bắc Thượng Điền, Bắc Thượng Điền, tỉnh lại bác. Xin bác cho Hàng Sinh biết cháu đã làm gì. Bác ơi, cháu đã bị hiểu lầm. Cháu, cháu. Bác. Quân giặc. Bác. Bác. Không, không thể được, bác không thể chết. Bác ơi, bác đã đem theo xuống mồ lẽ sống của cháu rồi. Lẽ sống của cô là yêu nhiều và yêu cả quân giặc, trong khi cô có người cha theo giặc. Đáng khen lắm. Rồi đây cha con của cô sẽ chịu tội trước triều đình. Chào cô. Hàng Sinh, Hàng Sinh. Tuyệt đẹp đoàn vũ nữ xinh tươi, nhưng đẹp nhất là tiểu thơ Quyền Châu và tiểu thơ Ngọc Bích. Một gia đình phản quốc, cha thì bị đày làm lính, hai con lại xung vào đoàn vũ nữ để giúp vui cho tương xoay xuất chinh. À, Quyền Châu, ta muốn hồn thơ của ta trở về ngôi cũ, để yêu Quyền Châu buồn như Quyền Châu qua khứ trong phút giây. Vâng, đây chén biệt ly đồng tràng thương như em dâng chàng khi chiến mà chờ cơn. Không, ta không uống rượu của kẻ mà ta quá ghét. Chàng biết đâu em vẫn là em thuở trước, vẫn yêu chàng yêu nước và mong có một ngày mai tiếng chàng đi trong anh thiếp đi sang rừng cần với những cái nhìn đắm mê say. Tay năm tay lời hẹn ở đâu, vì hoàn cảnh trái ngang em mà mang tiếng phụ phàng, chàng hận cảnh ly tan. Em muốn nuôi lên tất cả sự thật em làm, nhưng nuôi mà chi để bị miệt kinh hơn khi cha bị tội. Không người hiểu chuyện ngày qua. Thôi, cô đừng kêu quan để mong tôi động lòng thương hại. Là vì Hàng Sinh ngày nay tình cảm rất nghèo nàn, không thể tha thứ kẻ lỗi lầm, không tìm hiểu chuyện vấn vơ. Thôi, nàng hãy mua lên đi, hãy quay cuồng lên đi cho ta thấy nàng có nhiều mặt và giỏi tài quyến rũ gợi tình. Dạ. Điều chi? Bẩm chủ soái,
quân giặc đã bắn sang địa giới của ta bức thơ này. Hay lắm, hãy truyền gọi cho ta hai mỹ nữ. Xin vâng. Quyền Châu, nàng hãy vào trong trang điểm và thay đổi xiêm y. Ta muốn nàng đẹp rực rỡ lên, tươi thắm lên như một nữ hoàng tuyệt sắc. Quyên Quyên, ta trả nàng về cho Lâm Kỳ do một sự đánh đổi trong bức thơ này. Không, tôi sợ gặp lại người yêu phản bội. Xin ngài cho tôi được ở lại nơi đây, dù ở lại với kiếp nô tỳ. Không, nàng phải đi, vì nàng là gái hung nô, vì nàng không sanh trưởng trên quê hương của người Hán. Ngài ơi, nếu ngài buộc tôi phải trở về với người xưa quê cũ, là ngài nhẫn tâm bắt tôi phải khóc cho một cuồng giọng đã tan và một tình yêu chỉ đẹp buổi ban đầu. Tôi đã bị người yêu biến thành một ca nữ thương sầu, với ánh mắt môi cười không còn nguyên vẹn màu trinh. Tôi là con vật hy sinh, nửa đường mất lối khúc tình ngẩn ngơ, không ai thương xót khi đợi chờ về quê chỉ để hồn thơ nghẹn ngào. Nàng đừng nói gì thêm nữa cả, ta không trị tội nàng là may lắm đó, vì dù sao nàng cũng là giặc. Dân của nàng đang trực cướp đất nhà Hán thì tướng nhà Hán không có thì giờ nghe chuyện tâm tình, hãy làm theo lệnh của ta. Hàng Sinh. Quyền Châu, nàng tuyệt đẹp, mặt môi nàng là những cửa sổ nhiễm màu của hồn thơ tạo hoa. Chàng đã tha tội em muốn làm đẹp mắt chàng. Không, ta muốn nàng làm đẹp để ta giao nàng cho tướng giặc Lâm Kỳ, để đánh đổ những chiến sĩ của ta đang bị hắn sanh cầm. Không, xin chàng đừng nói như vậy, đừng biến em thành một con vật hy sinh. Dù nàng có than khóc đến bao giờ thì cũng không thay đổi được gì, vì ta là tướng, ta chỉ cần quân chứ ta không cần người đẹp. Xin chàng đừng giao em cho giặc, đừng đưa em ra khỏi lòng đất quê hương, hãy cho em được diễm phúc làm tên nô lệ, để sớm hôm hầu hạ mãi bên chàng. Để mai sau cô chết cũng còn lại được khi một năm xương tàn, em sẽ làm vui chàng, sẽ nâng gươm danh tướng, sẽ nghị quyết bụi chính đi, và sẽ làm người đưa nghi tiền chàng đi. Mong chàng trở lại mà chẳng dám cầu, không chờ nghỉ đợi được chàng tưởng ban cho hai tiếng ân tình. Nàng hãy im, hãy đi cho khuất bắt ta, quân sĩ. Khoan, Nguyên Soi, xin ngài hãy khoan truyền linh. Ngọc Bích, nàng muốn gì? Tôi muốn yên thân cho giặc, muốn đi thay cho người chỉ khổ đau. Dù người chỉ khổ đau ấy đã từng làm cho lòng tôi đau còn, và đẩy xô thuyền mộng đời tôi ra biển hận mù xa sóng vô muôn trùng. Nhìn mắt y lệ chỉ tôi nghĩ mà tôi đau suốt vô cùng. Tôi thấy trong đôi mắt ấy dường như có một cái gì bí ẩn đang thương, vậy xin ngài hãy trao tôi cho giặc, để cứu về những chiến sĩ trung kiên, và để tôi được chết vì lẽ sống thiêng liêng mà tôi vừa nghe tìm thấy trong y đắng cay thẹn tuổi ấy chê. Phái đẹp của các người thật là rắc rối. Quyên Quyên thì xin ở, còn nàng lại xin đi. Hơn nữa tôi muốn đi tìm coi người tôi yêu năm cũ, hiện đang theo giặc chờ ngày tàn phá quê hương, hay đã rủ sương nơi viên trời góc bể,
Vũ Khanh cái tên đã làm khổ tôi. Tôi sẽ tìm gặp cho kỳ được để nhìn mặt, để phán xét hành động của Vũ Khanh. Vậy xin ngài hãy tin tôi sẽ vừa là một con vật hy sinh để ngài đánh đổi, vừa là một nữ nhi biết nghi cầm đao giết kỳ giặc để tranh quả cho dân lành. Ngài ơi, đây là những tiếng gian xin tha thiết chân thành của một con tim đang tuôn dòng máu hận, hận vì quyết nhục vì tâm tình, hận vì người yêu phụ bạc và hận vì mang tiếng phản loạn quê hương. Phó soái, dạ, ngài hãy thừa lĩnh tôi thi hành đúng theo lời hẹn trong thơ này, đi mau. Dạ. Quyền Châu chỉ chờ em sẽ theo cùng chi. Bẩm Nguyên soái, ngài đã lầm rồi. Chính Quyền Châu là một chiến sĩ vô danh, Vũ Khanh là anh hùng không tên tuổi. Chính người đã viết thơ tiến dẫn Nguyên soái đi tầm sư học võ và nhờ Thanh Đào bí mật trao cho ngài. Ô kìa, Vũ Khanh, tôi đã bị quân Hung Nô bắn trong khi vượt ngục. Vượt ngục? Vũ Khanh, để tôi nhổ mũi tên. Anh Bịch, bác Thượng Điền đâu? Đã chết. Bác ấy đã chết. Còn Nguyên Châu đã bị ngài Nguyên soái giao cho Lâm Kỳ. Thật thế sao? Hàng sinh đã hiểu lầm chúng tôi rồi. Sở dĩ tôi với Quyền Châu thu nhận yêu nhau là để che giấu hành động của nghĩa quân. Ta phải tấn công trại giặc để cứu Quyền Châu và Ngọc Bích. Ngài đừng nóng, nguy cho tánh mạng hai nàng. Được rồi, tôi sẽ lẻn vào trại giặc. Tôi sẽ sát canh Hàng Sinh. Giai trời còn kịp lúc. Quyền Châu, nàng có điều gì băn khoăn lo ngại ngoài nỗi buồn xa biệt cố hương? Lòng em đang bừng dậy lửa căm thù vua Hán Đài cha em làm lính, và căm thù Hàng Sinh đã đối xử với chị em thiếp như một kẻ nô tỳ. Ta sẽ xua quân tung gió ngựa, đạp bằng thành quách của Hán Vương, và Hàng Sinh không thể thắng nổi ta. Ta sẽ trả thù cho nàng. Vâng, chúng ta sẽ thắng. Trước khi thuộc về chàng mãi mãi, em xin dâng chàng một ly rượu. Ly rượu? Em xin uống trước một nửa để chàng khỏi hoài nghi. Hãy dừng lại. Quyên Quyên, nàng đến đây làm gì? Em đến đây để xin chàng một ân huệ cuối cùng, là xin được uống với chàng ly rượu ngát hương tình. Nàng muốn uống ly rượu này? Phải, ta muốn uống trước vì ta là kẻ đến trước. Lâm Kỳ, em sẽ uống một nửa để chúc chàng vui duyên mới và khóc cho tình em bị chôn vùi bằng một cách phũ phàng trong quên lãng của lòng chàng với mối hận thiên thù. Em sẽ ra đi để quên mình là nạn nhân của lòng ham muốn chính mình và cuồng vọng người yêu. Thôi thôi, hãy uống rồi bước khỏi nơi này, hãy lấy số vàng đền công nàng đã hy sinh. Em không mơ ước những gì mua được bằng vàng. Em đã uống một nửa, còn một nửa xin chàng hãy uống. Được rồi, ta sẵn lòng uống cạn để chúc nàng ra đi không bao giờ trở lại. Không phải riêng em, mà hai ta sẽ ra đi không bao giờ trở lại, vì độc dược của Quyền Châu đã thâm vào máu tội lỗi của chúng ta rồi. À, Quyền Châu, nàng muốn dùng cây chết để đổi cây chết của ta. Quyên Quyên, tại sao nàng lại chết thay tôi? Tôi là kẻ không còn lẽ sống, tôi cần chết. Quyền Châu, hai chai đi. Quyền Châu, nàng sẽ chết, ta giết nàng. À, chủ tướng đã chết rồi, hãy khiêng xác chết đưa đi thiêu trên vàng quả cho mau. Quyền Châu, Quyền Châu em, có lẽ đã trễ rồi, ly rượu độc đã cạn, và đây là chiếc khăn hồng của Quyền Châu. Chiếc khăn của Quyền Châu? Vĩnh biệt Hàng Sinh, em sẽ chết xứng đáng. Quyền Châu, Quyền Châu, kìa, trên vàng quả xác của Quyền Châu. Không không, tôi phải chết theo nàng. Xin ngài đừng quên mình là một danh tướng. Không, tôi chỉ là kẻ hèn đang chết dưới chân nàng. Tôi chết để đền tội, đã hành hạ nàng như một tội phạm. Bẩm Nguyên soái, xin ngài định đoạt số phận những tên giặc này. À, những kẻ đã đem cái chết cho Quyền Châu, đem chém tất cả. Nếu ngài chém tôi thì người yêu quý nhất của ngài cũng sẽ chết. Được rồi, ta không giết kẻ tay không, ta tha cho tất cả. Tiếng rêu rác cung đàn tờ
nùng cô đơn nhớ người tình mơ ngang thuở. Tiếng rìu rác con đàn tờ đêm thâu về tim đau. Tan tình 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 tan tiếng tơ buồn nhớ muôn phương. Thưa công nương, kẻ hầu Kiều đã sẵn sàng cung tên Kiều Mã, xin công nương hãy sửa soạn đi săn. Kìa, tên quân hầu Kiều, tại sao trên tay mi có đóa hồng nhung hay là mi bẻ trộm? Thưa công nương, cầm ngay, mi là một kẻ hèn nên không hiểu gì đến giá trị của một thứ hoa đại cát cao sang được đặt trong bình ngọc giữa nhà vàng. Sự sống nó dính liền với ta trong tâm cảm yêu đương, chỉ ta mới có đủ quyền đến gần và đụng chạm âu yếm như nhân tình. Ai chạm nó tức là chạm ta quen đến hương trinh. Thưa công nương, kẻ ngu phu dại dột tưởng rằng các loài hoa là thảo mộc giống như nhau. Trong lọ sành là hoa dại còn quang, đặt giữa bình vàng là hoa quý quang thơm. Thôi mi chứ lý luận dài dòng để trong tội, ta sẽ chẳng dung tha một tên quân hầu Kiều mà ngang tàn phạm thương. Thưa công nương, mi có biết không, sao hôm nay ta được sau mũi tên xa lạ, ta ném xuống lầu trả lại sau đô hoa. Ta hỏi mi, ai là chủ những mũi tên kia, và tại sao mi dám bẻ trộm hồng nhung trong bình ngọc? Thưa công nương, tôi không phải là kẻ trộm, nhưng cũng không biết từ cấm viên nào xa lạ bỗng nhiên rơi xuống tay tôi. Sau đó hồng nhung trong sáu ngày liền đúng vào sáng tinh sương, khi từ lầu mà cao vọng lại tiếng đàn. Như thế là sáu mũi tên kia do nghĩ kẻ nào ném lên một dũng tướng anh hay tên hầu kiểu của Yên Lăng. Mi phải cho ta biết ai là chủ của sáu mũi tên này. Thưa công nương, nếu lốp ao tù không cản ngăn tiếng nói đang nghẹn ngào trong đai ngực khô khan, thì tôi sẽ nói rằng tôi là chủ của sáu mũi tên vô chủ. Mi, nghĩa là mi muốn nói yêu ta. Thưa công nương, cầm ngay, kẻ nói yêu ta là một tên quân hầu Kiều, là một thằng tù khốn nạn, hãy đi ra khỏi nơi này lập tức. Xin kêu biệt công nương. Hãy trói lại. Kính chào thống tướng. Thống tướng vừa truyền lệnh bắt ai? Một thằng tù vượt ngục vừa lẻn đến đây để ám sát công nương. Ám sát tôi? Phải, bằng tên tẩm độc. Bằng tên tẩm độc? Nếu cần gặp mặt, tôi xin đem nó vào đây. Quân! Dạ. Đưa tên ấy vào. Dạ. Kìa, tên quân hầu Kiểu. Phải, nó là tên quân hầu Kiểu của công nương, mà cũng là tên gián điệp Ai Bình Cơ. Hoàng tử Ai Bình Cơ? Phải, chính tôi là Ai Bình Cơ. Hoàng tử là linh hồn của dân tộc Ba Tư đang kêu thương trong bóng tối căm. Tôi là giọt máu tinh anh của dòng vua mất nước, đang tìm ánh thái dương để phá tan đêm lành. Mì chính là kẻ thù của dòng người Mông Cổ hiên ngang, đang mở rộng địa bàn theo gió ngựa chiến tranh. Ai Bình Cơ hoàng tử, tôi không mà ngờ là tên quân hầu Kiều của Yên Lang mà tôi đã bão cát vừa tan. Trận bão cát cơm ghê kia đã vùi thay cả ngàn dân nô lệ, mà ta không ngờ còn sống sót ai Bình Cơ.
tế giờ này được an nhàn cùng công chúa xây mơ. Không, ta không bao giờ yêu Yên Lan, con của vua mong ca tàn bao. Trời, ai bình cơ người vừa nói câu gì? Tôi vừa nói tôi không bao giờ yêu công chúa Yên Lan. Không yêu tôi. Sao mũi tên kia tìm tin em là ai thi lệ? Bị hoàng tử Yên Lâm bắt mất một năm rồi. Quân, yeah. Hãy đài tin gián điệp Ai Bình kéo đến sa mạc lăn đá xây thành cho tới chết. Không, hãy dám vào ngục tối cho ta. Kìa, công chúa không phải là vua. Thì ngài cũng không phải là hoàng đế. Xin nhắc cho mọi người đều nhớ, ta là thống tướng Bát Lộ Kỳ. Chuông ba quân, ngài sát phạt chỉ huy, nơi cung thẩm tôi trọn quyền quyết định. Quân, hãy giam tên ấy lại cho ta. Dạ. Công chúa, công chúa đã phạm tới kỷ cương quân chế, cãi lĩnh vua và cãi cả luật triều. Chỉ vì một tình yêu công chúa thành phản bội. Ngài đừng nói dối, đừng buộc tôi vào tội phản loạn. Chừng nào cha giam giết con thì tôi mới chắc rằng tôi có tội. Như thế là công nương cố tình đi ngược lại ý muốn của đại vương và ước nguyện kẻ trung thành. Đã hy sinh máu xương cho điện ngọc cung vàng, gươm mở rộng địa bàn ra bốn hướng, tay cắm cờ chinh phục khắp đông tây, để hôm nay trải qua dạng dặm đường dài, quên bỏ cả nhọc nhằn sau gió ngựa. Kẻ này từ chiến trận về đây là mong nói được một lời cùng Yên Lan công chúa. Ngài nói chuyện đầu rơi máu đổ, hay sẽ nói rằng ngài đã chinh phục được ba tư? Không, tôi không nói chuyện xa trường ghê khiếp ấy, mà tôi chỉ trao cho công nương một lệnh thơ của đại vương từ chiến trận gửi về. Thơ của phụ vương tôi? Tôi mang thơ với một niềm mà hy vọng tràn trề. Hy vọng ấy do lệnh trời ban xuống cho một đại công thần của hoàng đế Mông Kha. Nhưng khi tôi chưa kịp dâng thơ lệnh của vua tuyên hôn cho kẻ này cùng với công chúa, thì tôi đã ngậm ngùi nuốt lệ nhìn một bóng người đang lãnh đạm đi qua. Dầu có lệnh của phụ vương, tôi với ngài cũng không bao giờ thành duyên nợ. Ngài về đi, đừng mơ ước đến Yên Lan. Đứng lại! Mai Trinh, nàng đi đâu mà có cả dao vàng của Yên Lan công chúa, mà lại đi xăm xăm về hướng ngục của Ai Bình Cơ? Trả vô đây! Vui kìa! Sao anh Đình Lạc khổ quá vậy? Ủa coi kìa! Sao bỗng nhiên cô em cười thật là có duyên à? Có duyên thật hả anh? Ừ. Vậy chắc là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Còn vô duyên đối diện bất tương phùng, trời xui hai đứa gặp nhau. Lấy hoài dài câu chơi, anh nào đâu nỡ hẹp hỏi em sao? Tình yêu duyên nghi đợi người tri kỷ mà trao. Mai Trinh nói sao nghe chưa hết câu, lệ đã trào thâm bông. Em đây nói yêu, yêu ai ở đâu, yêu anh chàng có đâu. Nếu thật thế xin thể cùng nhau, dẫu biển cả quá ra cồn dâu, quyết ca cuộc đất cùng kết tóc trăm năm dài lâu. Thì cho em đi ra ngoài kia một chút em quay về.
Nhưng nếu em không về thì anh làm sao? Đã thương thì chớ nghi ngờ, có chết chung màu, có sống chung chăng? Rồi ta nói anh hùng này công chúa, sao nàng này ăn cắp? Không, đó là công chúa sai đi, nhưng trong lòng công chúa nghĩ sanh nghi, sợ cô ấy phản thì nguy cái đầu. Rồi tụi mình rước theo giật lại con dao vàng và cứu Ai Bình Cơ thoát ngục đi. Đây là lầu giam Ai Thi Lệ em ta, nhưng công chúa bị bắt Lộ Kỳ bắt đem đi dâng cho đại đế rồi. Trời, thôi hoàng tử hãy mặc đồ giữ ngựa và cất con dao vàng làm lĩnh đặng thoát thân. Quân, dạ, hãy chém đầu tên giữ ngựa cho ta vì nó là tên tù vượt ngục. Khoan, nếu ngài muốn chém đầu tên giữ ngựa thì xin cho con thê mạng chịu vô tù, chớ để khi hoàng tử trở về đây thì mất dạng thằng này, thì chắc chắn cái đầu tôi bay trước nhất, rồi từ từ cái đầu khác nó cũng bay theo. Bởi vì tên giữ ngựa này siêng năng hiền hậu không người nào hơn, nên mới được hoàng tử trọng dụng mấy năm và cưng nó như là trứng mộng. Bậc thượng tướng, sao ngài bận tâm chi dưới tên hèn giữ ngựa, nó đang run sợ trước uy quyền. Không lẽ vì đa nghi mà ngài nhẫn tâm sát hại người hiền? Sách có câu thà tha làm giặc hơn giết quan giết ức mà mang tiếng là người không sang suốt và thiếu hùng anh. Ngài là hạng ở trên mây xanh, tuổi này nằm dưới gót chân của ngài, đang gì mà phải ra quay gươm vàng nhuộm máu, tôi đòi mà làm chi? Ngài ơi, tôi cúi lại ngài, xin ngài chậm lại vài giây để tôi bảo nó trình ra bằng cớ cho ngài tin nó là tên giữ ngựa của hoàng tử yên lâm. Mày ơi, hãy mau trình đi bằng cớ vì nó mang quyền bất khả xâm phạm của vua. Trình đi đừng có chần chờ mà không tranh khỏi cái đầu của mày bay. Kìa giáp binh nắm chặt cả hai tay, sao mày cứ lắc đầu hoài, cái thằng điên lại ông mà nó đã lên cơn, để con lấy lệnh cho ông làm bằng. Hãy trói tên tù vượt ngục cho ta. Khoan, tên kia hãy lui lập tức. Kìa, công chúa Yên Lan lại đến đây để che chở cho tên tù vượt ngục Ai Bình Cơ sao? Không,
ai bình cơ đã thoát đi từ chập tối. Tại sao con luôn biết rõ chuyện ấy? Vì chính tôi ra lệnh giải thoát cho ai bình cơ. Trời, công chúa, công chúa dám xem thường tôi chết. Hãy trôi, hãy giết tôi đi. Để bao hôm nữa nơi hoàng cung không có ai hôn lễ. Hai hôn lễ? Phải, hai hôn lễ đúng theo ý muốn của ngài. Một của phụ vương tôi với ai thi lễ, hai của ngài với công chúa Yên Lan. Yên Lan, tôi sẽ che chở tội cho nàng. Thì ngài hãy lui về an nghỉ. Dần dần cứu từ công chúa. Công chúa Yên Lan, tôi trở lại đây để xin trả lại dao vàng và ai bình cơ. Ơn Yên Lan tôi thờ trong tim ốc, nhưng tình Yên Lan người vứt xuống vực sâu. Thưa công nương, thôi tôi rất sợ lời của kẻ ra đi sắp nói với người ở lại. Để vùi chôn một tình yêu ngay dài xuống quang mòn. Tôi biết tình yêu tôi như nước chảy qua cầu, tuy tha thiết mà mơ hồ quyền áo không tháng ngày và không buổi sơ giao. Tình tôi là mây trời, là khói biển, là nắng nhạt hoàng hôn. Nó không ai không ngân mà buồn mà ly, không có rượu giao bôi mà đậm lệ ly sâu. Công nương ơi, hai ta là hai kẻ nghịch thù, nhưng tôi hẹn sẽ nói yêu khi thù sâu bôi xóa. Thôi người ra đi đừng tỏ lòng thương hại cho kẻ ở lại cung vàng. Đừng hứa hẹn mong lung với tâm hồn tuyệt vọng đang khép vô tình trong khóe mắt thương đau. Và kể từ đêm nay khi người lên yên trở về cứ quốc nhiều quay hùng tung gió bụi đường xa, thì đừng nhớ chi một hình ảnh như mơ đang tan mờ trong dĩ vàng. Đêm nay ta gặp nhau là mong hình bóng tự thành trong khói sương. Người đi đón gió muôn phương, còn tôi ấp ủ tình thương trọn đời. Kìa, dường như có tiếng vó ngựa, công chúa hãy nép vào trong. Ai thi lệ? Ai thi lệ? Anh là hoàng tử Yên Lâm về với em đây. Kìa, ai thi lệ đâu mà nở đây quan vắt? Tên giữ ngựa, mày đã bắt ai thi lễ đem đi phải không? Thưa hoàng tử, kẻ bắt ai thi lễ làm vua đem về nơi vương cung làm ai thiếp. Trời, nàng là ai thiếp của phụ vương ta? Dạ, đó là Bác Lộ Kỳ dâng hiến cho vua để đánh đổi Yên Lan công chúa. Thì chắc cũng tại mi muốn lập công nên dâng ai thi lễ cho Bác Lộ Kỳ ngã tân thân để hắn cưới Yên Lan. Dạ, tôi mới tới đây nghe sao thì nói như vậy, xin ngài hãy bình tâm mà suy xét cho tôi. Thôi, ta phải giết mày ngã đấy đành tội nơi đây. Dạ, xin hoàng tử thương tình mà thâu lại thanh gươm. Từ nơi ba tư ta về thăm ai đi đây, hãy dặm dày bao nhiêu là ta quán hận bấy nhiêu. Tên kia hãy đỡ. Tôi xin buộc lòng tử về. Kìa, ai bình cơ, anh đã gây thương tích cho Yên Lâm, đưa dao đây cho em. Trời, Yên Lâm, anh đã bị thương. Giáp về, cầm. Nếu làm kinh động tôi sẽ giết Yên Lan. Bây giờ công chúa Yên Lan sẽ đưa tôi về nước, xin kêu biệt. Anh, hoàng tử Yên Lâm. Giáp về, đuổi theo tên giữ ngựa cho ta. Không, xin hoàng tử đừng đuổi theo tên giữ ngựa, mà hãy truyền cho giáp binh xử tội kẻ vong nguyền. Vì chính em đây mới là tên sát nhân ám hại người tình. Con dao đẫm máu trên bàn tay yêu ớt đã nói rõ ràng hành động của em. Vì chàng ấy đổ lên đầu em mọi cực hình khủng khiếp
dâm hứng chịu đến tàn hơi. Chứ còn tin chữ ngựa kia chỉ là một tay sai mà em có bổn phận phi chờ che cho đến phút bi cuối cùng. Phải, có lẽ chính nàng là thủ phạm đợi ta về để giết chết ta, dẹp trở ngại cho kẻ phản trắc bước lên ngôi vương hậu, phải không? Hoàng tử hãy giết tôi đi. Giết nàng chưa cần thiết, mà đây, bản đĩa đồ của vương quốc Ba Tư đã ghi rõ vùng đất đai ta đã trả. Vì yêu nàng, ta lên triều đình và vương phủ rút quân trả đất nổi ba hôm, vội về đây để đổi tiếng yêu đương. Nhưng bỗng nhiên tôi thành kẻ sát nhân. Phải, vì thế nên công trình này ta xé bỏ. Trời yên lắm. Muôn tâu đại dương, kẻ này đã thuyết phục được nàng. Câm! Định thức của chiến tranh là gì? Chinh phục. Sao dùng chữ thuyết phục với ta? Muôn tâu chinh phục. Hãy nhớ, chinh phục gom trời vào đái chiến, biến đĩa cầu thành đồng cỏ khô khan. Muôn tâu, kẻ này muốn nàng đến đây quỳ gối xin nạp mình cho thèm khát của đại vương. Hôm nay tại biệt điện thiệt vương cung ta đốt cháy chờ mong bằng rượu nóng, nàng sẽ tới cho vua vơi khát vọng. Không, ta không còn khát vọng đợi chờ nàng. Khi hai án tử hình đã dựng giữa cung vàng, ta chờ đợi để treo thêm hai án tử. Muôn tâu đại vương, dẹp tiệt tùng lui ngữ nữ, từ hôm nay mọi việc đã đổi thay. Muôn tâu câm. Mi là kẻ si tình bất lực thì đừng mong cứ yên lang bằng sự đánh đổi một tình yêu của công nương Ai Thi Lệ, thì tất cả đều không thành tựu. Hôn lễ này chấm dứt hôm nay. Dạ muôn tâu đại vương, bất giận một vài giây, Ai Thi Lệ trở lại đây. Ta đang đợi nàng xé nát thì dạ muôn tâu. Không, ta bảo rằng ta mang dòng máu giống hung nô, dựng quy hoàng trên vạn triệu năm xương khô, không đợi chờ trồng y muôn mông kha. Dạ muôn tâu đại nha dương, khỏi phải chờ đợi nữa đâu, vì nàng sẽ tự đến đây và đang nếp mình đứng dưới lông ngai. Tâu đại vương, kẻ tử tù trở lại nơi đây để xin ân huệ cuối cùng trong kiếp sống. Nghĩa là nàng không còn phản kháng, nàng bằng lòng thì hãy mặc lấy áo vương cung. Muôn tâu, kẻ này bằng lòng với điều kiện sau cùng là đại vương truyền lệnh lui quân trả đất. Trời, lui quân trả đất. Nàng hãy nhìn, từ đông sang tây, từ nam qua bắc, đất đai ta mở rộng bốn phương trời, còn nàng chưa đang một con mồi thì đừng nói tình yêu và trao đổi. Ngữ vệ, dạ. Mời hoàng tử yên lâm đến đây lập tức. Muôn tâu, nàng hãy chờ, hãy đợi, hãy theo ta lên chinh bực thềm, hãy ngồi yên trên mặt ghế thạch kim, hãy sờ hơi lạnh để biết trái tim vì chúa tể. Tâu phụ vương, có con chờ lệnh. Con hãy dẫn binh trở lại xứ Ba Tư, chiếm hết vùng đất đai con đã trả. Tâu phụ vương, đi, cờ chinh phục của đại quân Mông Cổ hãy cắm lên chốt vót nóc hoàn thành. Con phải đi mở lại cuộc xâm lăng, cắm cờ chinh phục trên đất đai kẻ khác, mà để trái tim mình bị người ta dẫm nát. Không, con chỉ cầu gian được chết tại nơi đây. Áp vệ quân, dạ. Hãy áp giải hoàng tử lên yên chiến mã cho thiết kỵ quân tiến đến Ba Tư. Không, không, con xin phụ vương đừng buộc con chiếm đất đai kẻ khác, mà chính bản thân con bị người ta cướp đoạt cả linh hồn. Con chỉ muốn chết tại đây để đền tội phản loạn. Con muốn sự quằn quại của xác thân mang tử án được phơi bày giữa chốn nguy dương cung,
để cho vua cha và hoàng hậu thấu hiểu ân tình tôi trong giây phút cuối cùng. Đã để cho máu đổ tuôn rơi là con vui lòng lìa xa cuộc sống. Dầu có hủy hoại vết thương, con cũng không thể chết trước khi lên yên chiến mã. Áp dễ quân! Không, không! Bây hãy lui ngay lập ý tức, bây hãy tuân lệnh ta trong khi đầu óc ta đang rối loạn quay cuồng. Dường như trái tim ta đang sôi dậy máu căm hận. Ta thủ quán đất trời xanh cây cỏ vàng, ai những gì đã ung đúc nên ta, hay là ta đang muốn cho lâu đài tráng lệ nguy nga biến thành sa mạc, để cho trên đồng khô các bạc không bao giờ sinh nở một cành hoa. Yên Lâm, mày đang nói gì, đang làm gì để cho kẻ trên ngai khủng khiếp? Phụ vương ơi, con đang nói mặt trời sẽ không bao giờ mọc nữa, để cho vũ trụ này mãi mãi âm mưu vì mặt đất không còn cần ánh sáng và lòng người đã mất thiên lương. Con nói mây đang ngừng trôi, nước đang ngừng chảy và khí trời đang đông lại thành băng tuyết mùa đông. Mà hoàng tử Yên Lâm không còn hơi thở, vậy kẻ này kính xin đi hoàng hậu hãy cầu khẩn với phụ vương tôi, để cho tôi được chết tại đây hơn là phải chịu bỏ thay trên chiến địa lạnh lùng. Cha không thể giết con bằng tội ăn cực hình, mà cha chỉ muốn chiếm lại những gì con để mất. Trời, chiếm lại những gì con để mất nghĩa là... Nghĩa là hoàng tử phải ra binh theo lệnh của phụ hoàng. Hoàng tử phải mang cờ chinh phục, đem cắm lên lâu đài của vương quốc Ba Tư, để rồi hoàng tử được nghiêng ngửa cười sai với chiến công oanh liệt giữa muôn ngàn sắc chết của dân tôi. Hãy đi trên máu sương rơi, đừng nghe đừng thấy những gì sau lưng. Khi người đạp nát hoàng cung, hãy tìm trong mấy khối quê hương người tình. Con hãy đi lập tức chiếm lại những gì con để mất hôm qua. Vâng, con đi đây. Hoàng tử Yên Lâm, nàng đã nghe, đã thấy, bây giờ nàng còn muốn đánh đổi gì không? Hãy theo ta về buồng riêng vương chúa. Không, đại vương. Nàng phản kháng à? Đi! Lưỡi thép này không biết nghe, không biết nói, chỉ biết sang bằng mọi thành quách kinh đô. Hãy nhìn vào quả đồ này, nàng cùng với sứ Ba Tư bé nhỏ sẽ mất tên qua một nhát gươm ta. Kìa, máu, máu từ trong quả đồ tuôn chảy. Máu ai? Phụ vương. Trời, Yên Lâm, Yên Lâm hoàng tử núp bên sau bức quả đồ bị ta đâm vào phạm kiếm. Phụ vương ơi, mau tim con đang lần ngồi chai cạn. Phụ vương có thấy lòng rung động mây chưa? Phụ vương ơi, con chết. Ai xin lễ? Mày phải chết để đền mạng con ta. Nội thị, hãy đóng cửa hoàng cung, hãy rủ cờ tang lễ. Hoàng thi thể hoàng tử Yên Lâm chờ ta chinh phạt Ba Tư, nghe chưa? Tâu đại vương, có đoàn sứ giả Ba Tư xin dâng thơ triều kiến để cầu hòa. Hãy đuổi bọn nó về và dạy rằng vương quốc Ba Tư sẽ biến thành đồng cát. Muôn tâu, công chúa Yên Lan bị bắt về Ba Tư, nếu không tiếp sứ e công nương không toàn tánh mạng. Xin đại vương hãy đọc sứ thơ. Đọc cho ta nghe những điều nó muốn cầu hòa. Thứ nhất, trao đổi con tin Ai Thi Lệ với Yên Lan. Thứ nhì, xin dâng lễ cầu hôn cho Ai Bình Cơ và Yên Lan công chúa. Không! Dạ nếu không thì công nương tánh mạng không toàn. Con ta,
Yên Lang tánh mạng không toàn. Được rồi, cho đoàn sứ giả nhập thành. Dạ, tôi là nhân đầu sứ của đoàn sứ giả Ba Tư, xin ra mắt đại vương. Còn tôi là thượng sư Ai Bình Cơ, xin dâng lên sính lễ. Vậy đây là sính lễ Ba Tư Vương quốc, xin dâng lên với tất cả nhiệt tình của hoàng tử Ai Bình Cơ. Mong sẽ kết duyên tơ với Yên Lang Diễm Kiều. Tôi mong cho ai họ vững bền dây duyên nợ, chấm dứt hòa đau binh chung đắp xây thái bình. Đây xin lễ duyên tình xin dâng lên đại hạng, ta vui sướng vô cùng nhìn ngày mai tươi sáng. Tôi sẽ hát ca vang mừng đại vương đắc thắng, thu phục được tình thương bằng cuộc lễ tân hôn. Ta đã nạp thu sinh lễ, bây giờ hãy bắt đầu trao đổi con tin. Muôn tâu, công chúa Yên Lang đang đứng trước đại vương, chính nàng là viên văn đầu sư của Ba Tư Vương quốc. Yên Lang, con Yên Lang. Phụ vương. Muôn tâu, kẻ này đang chờ ai thi lễ. Đi, ai thi lễ đã biến thành manh áo rách. Trời, đại vương đã giết em tôi. Đừng tìm hiểu nguyên nhân, chỉ biết rằng tên nữ tù đã chết. Phụ vương, phụ vương đã giết công nương ai thi lễ, là phụ vương tự đào thêm ổ sâu thù hận giữa tim con. Đừng ước mơ mộng hảo một tơ duyên giữa công chúa Đại Bang và tên tội đồ tiểu quốc. Phụ vương, lễ vật này chưa thể ngắn vô câu chinh phục, cha cấm con nói lời phản nước phản cha. Phải, lòng tôi cũng bôi xoay cầu hòa, hãy ném tất cả vào hố sâu thù hận. Rơi đầu. Phụ vương, phụ vương. Yên Lang, con hãy nhớ, con chỉ có một người chồng duy nhất, chính là thống tướng Bác Lộ Kỳ. Không, phụ vương, phụ vương. Đừng kêu gào thống thiếp, hãy chọn tình yêu nơi viên tướng Bác Lộ Kỳ. Ai Bình Cơ, tôi trở lại đây đi gặp mặt hôm nay, rồi mai mốt ta trở thành người xa lạ. Không, hoàng tử Ai Bình Cơ, tôi trở lại đây đi xin phép Yên Lang cho tôi được nói lời oán thù hoàng đế. Thù oán phụ vương em đó là quyền hoàng tử, nhưng tình em người có oán hận hay chăng? Ai Bình Cơ, thôi, công chúa Yên Lang hãy dừng lại đây lời yêu tha thiết cũ và bôi xóa tên tôi trong tâm tư nức nở kẻ cung gia. Đừng cãi lại triều nghi và chống lại phú hoàng, đừng đem trái tim đặt bên thanh kim thép, và cũng xin đừng nói tiếng yêu tôi, vì tôi là thằng tù nô lệ, còn nàng là con của hoàng đế mong ca, nàng là vua tôi là giặc, thì xin đừng trao tình cho tên giặc như tôi, rồi có lúc cũng đoạn ly trong oán hận muôn đời. Ngự vệ giáp binh, dạ, hãy trói đầu tên trộm cho ta. Không, phụ vương. Công chúa Yên Lang là bảo vật của vua, kẻ nào xâm phạm là bay đầu lập tức. Phụ vương, giang ra. Phụ vương ơi, nếu Ai Bình Cơ là một tên ăn trộm, thì chính con là thủ phạm đã hiến dâng cho kẻ trộm trái tim mình. Con mới đáng cho phụ vương xuống lệnh vì con đã gọi người ra đi trở lại để thấy con nghẹn ngào nức nở giữa cung điện. Phụ vương ơi, con đã yêu người kia từ kiếp tù nô lệ bằng tất cả tâm tình tha thiết buổi ban sơ, mà con không thể liền xa dù bão loạn hải hùng. Phụ vương ơi, phụ vương có thể cho tình yêu con là nhục, nhưng chính con tìm thấy vinh quang trong nguồn rung cảm em.
dựng niềm thương lâu dài. Hai hùng cuốn sợ chia ly, phụ vương đừng vội cắt đôi duyên tình. Nghĩa là cha không giết nó. Trời ơi, khi cha vừa biết nói tiếng thương con thì con đã nói với cha lời bội phản. Phụ vương, không, tôi không muốn cho công chúa Yên Lan chỉ vì tình tôi mà trở thành người thù cha phản chúa, cũng như tôi không mà thể vì yêu mà phản bội quê tôi. Vậy đại vương hãy giữ công chúa Yên Lan bằng quyền trang lĩnh chúa, còn tôi giữ tim tôi bằng xác áo em tôi, còn vương động máu đào. Từ đây phân cách đôi nơi, nói thêm chi nữa những lời biệt ly. Xin nàng ở lại tôi đi, tình ta làng cánh chim trời hai phương. Vĩnh biệt. Không, Ai Bình Cơ không thể ra đi, vì các cửa hoàng cung đã đóng. Đúng, tên tội đồ bỏ xác tại Thiết Dương cung, nghĩa là tôi phải chết. Dù Ai Bình Cơ chưa chết, nhưng mà cái tên kia đã chết thẳng giữa tim tôi. Yên Lan, con hãy tỉnh lại đi. Cha sẽ thả Ai Bình Cơ. Hãy nghe chiên lĩnh một hồi đan điểm. Sương đã dâng buồn lên cửa ải, chôn vùi mộng đẹp giữa chiều nay. Đi đi đừng nói lời thương hại, tao ngộ chờ trong giấc ngủ dài. Vĩnh biệt Yên Lan. Ai Bình Cơ. À! Nó đã bị thiêu ngoài cửa ấy. Tôi Mai Trinh, tôi xin cảm ơn nàng đã cứu tôi ra khỏi lửa của Mông Kha tại cửa Thiết Dương cung. Thưa hoàng tử, Bác Lỗ Kỳ đã chiếm Ba Tư và giết nữ hoàng trong nội điện. Trời, mẫu hoàng đã chết. Mẹ. Dạ, mẫu hoàng trối lại, hãy giết hết người Mông Cổ để trả thù cho xứ sở Ba Tư. Phải, giết chết người Mông Cổ. Dạ. Công chúa Yên Lan từ Mông Cổ đến đây cùng Dương Phủ để tìm lại người yêu trong Ba Tư. Người ấy đã chết từ trong lửa một chiều kia bên cửa Thiết Dương cung. Không, Ai Bình Cơ hoàng tử, tôi chỉ là máu xương, là tham lệ, là tai ương còn sót lại giữa trần gian. Ai Bình Cơ. Không, nàng là tương lai, tôi là quá khứ, thì nàng với tôi không bao giờ có thể gặp nhau trên lối rẽ ân tình. Nàng là tiên sa, còn tôi là ác quỷ hiện hình. Nàng sinh trưởng trong quy hoàng chiến thắng, tôi rụng tàn trong thảm bại tăng thương. Nàng đi tự dừng thế dương sáng trôi, tôi lui về miền tâm tối quang du. Nàng với tôi là thù làng hận, thì nói lại làm gì những mấu chuyện đời xưa. Chuyện đời xưa, Ai Bình Cơ, em không ngờ Ai Bình Cơ còn sống với hình hài tàn tả thảm thương. Thôi hãy giang ra vì tôi không phải là Ai Bình Cơ còn sống, mà chỉ là một quan hồn trong cơn ác mộng của công nương. Bà là thống tướng phu nhân thì xin đừng đến gần tôi, cho đời miệt kinh bà là lăng tâm trắc nết, là vô thủy vô chung,
Một chiều kia khi bước qua cửa nhỏ, thiết dương cũng tôi đây đã trở thành người trong dĩ vãng. Ly biệt giữa chiều mưa bão loạn, một lần chút hận đến ngàn thu. Bà ơi xâm xét từ đâu, biến tôi thành kẻ thù xấu hơn tình. Ai Bình Cơ, em không bao giờ làm vợ tin bảo tương bác Lỗ Kỳ. Tham vệ quân, yeah. Hãy cho Yên Lan đưa về eo biển Bạc Sĩ Cương, cho ta xử tội nạn trên giang hóa. Ai Bình Cơ, để trả thù cho linh hồn Ai Thi Lệ, để trả thù cho cái chết của nữ hoàng, ta quyết định xử thiêu Yên Lan công chúa. Ai Bình Cơ đòi thiêu sông Yên Lan, để trả thù cho dân cho nước. Chiều hôm nay khác hơn chiều hôm trước, tuyết rơi nhiều trên lối bước biệt ly. Chiều xưa bão loạn cung di, chiều nay trải lạnh đường đi xuống mồ. Vì du âm mưu lời gió đang xét trong phế, ra đi muốn đời theo tiếng quán hờn ngàn. Mất rồi đường về, một lời thề nguyện toàn dân Ba Tư hờn quang Ba Tường Thiên, tang thương buồn thảm áo tràng đồng tinh lễ trang Ba Tường Thiên. Ba Tư cùng nhau chiến đấu, quyết trừ loài tham, quyết diệt thù chung, xóa đời hờn cầm đau thương Ba Tư. Tình ta bé nhỏ, quán thù đã dẫm nát bờ mi. Nghĩa là anh đã khóc vì yêu, để tiễn tình em xuống mồ chiều. Sương tuyết xây trời tan trắng xóa, khóc nhiều thương biết được bao nhiêu. Thôi cảm ơn và vĩnh biệt Ai Bình Cơ. Yên Lan ơi, em đừng hờn quán, em đừng hờn quán. Nơi xa kia bập bùng lửa hồng reo rách đời giờ, em đang bước về nơi thiên thu, chẳng quán
hờn vì dân ba tư. Yên Lang khoan, hoàng tử đã treo án lệnh thì hoàng tử phải thi hành. Hãy thổi hồi còi lính thứ ba và cho châm mùi lửa. Dường như lửa mới châm mồi, hãy đạp lướt đầu người cứu con ta toàn tánh mạng. Công chúa Yên Lang đã thành tro bụi. Trời, con ta chết, thế là ta đã mất hết tình thương. Phụ vương, nếu phụ vương muốn còn lại chút tình con, phụ vương nên lui quân về mong con. Yên Lang, quan hồn con hiện ra từ trong lửa, quan hồn con muốn kết tội phụ vương chăng? Phụ vương, ta sợ tiếng quan hồn rên xiết từ chiều xưa tiếp nối đến chiều nay. Giang ra, ta sẽ trả đất đai này làm ngấm mộ cho hồn con nương tựa. Vâng, theo ta về Mông Cổ. Phụ vương nỡ bỏ con sao? Đã một chiều tình cảm chia ly, giờ đây lại đến thêm một chiều phụ tử đôi nơi, xin chàng để con theo. Con của ta đã qua thành tro bụi, cũng như anh nói dưới quan bầu, thôi vĩnh biệt cuộc đời. Không, kẻ bảo tàng trong góc cõi nơi đây, con người đã rút quân đi. Trời, Yên Lang em vẫn sống ở trên đời vì đã có một người đưa kẻ này ra lửa loạn, nhưng đã hết tình cha con. Cha, cha tôi đi rồi, phụ vương. Yên Lang em. Tiên tiêu giữa đêm thanh vắng, nghe buồn quá em ơi. Buồn thật, nó khiến em buồn nhớ đâu đâu. Buồn đời người mau tở cho câu, sự sống chết xảy ra không mấy chốc. Không bao lâu nữa răng em sẽ rụng, còn tóc anh sẽ ngã hay. Đời người mau hơn tên bay trước ca mặt, và nước cháy ngang cầu. Hôm nay nhìn ánh trăng sao mình trút lòng, anh bóng mơ buồn nhớ mênh mông. Nhớ thở anh tên một tử, sống cuộc đời vô tư lự, vui giữa đồng hiu quạnh dưới đàn trâu. Nhìn mây bay thả tiếng tiêu sầu, cao vút tòa bốn phương trời xa thăm. Bóng của anh gió đồng nổi vẫn không mát hơn lòng em đang mát khi nghe lời trêu ghẹo của anh. Đi đâu mà vội mà vàng, hỡi cô gánh đi có theo đàn sau tôi. Chân anh đi mất tự nhiên cứ chạm vào nhau. Em hôm ấy anh nhớ tóc của em ông mượt đuôi gà buông thả, còn áo trắng tinh ngủng ngàn trên quần thâu. Anh mới
nhìn xuyên qua kẻ dịch, có biết bao nhiêu cặp mắt liếc nhìn anh. Nơi góc cột thằng nhỏ độc đầu đang quẹt mũi, nó nhìn anh rồi nhìn chị và nghĩ nó nghĩ hé răng cười. Thôi đừng anh ơi nhắc làm gì mắc cỡ quá trời. Chuyện đời năm xưa anh càng nhắc cái lòng càng buông tâm. Nay trời trăng sáng khiến anh nhớ ngày niên thiếu vui vẻ. Vậy chúng ta cùng ra thôn xóm tìm bóng hình xưa. Anh hãy nhìn bờ ao khum trúc, nơi mà em thường ra rửa bát dưới trăng. Bóng em rung rung ngân nước dưới cành trúc đi là đà. Đây những món đá lồi mòn láng lấy, nơi mà các chị bạn ngồi tê tê trò chuyện vô tư. Tiếng trống hát đình thùng thình thúc giục bao nhiêu lòng mà ráo rực. Nhưng ít ráo rực hơn em là thấy anh đang đứng đợi em dưới gốc cây bằng. Anh hãy bước thêm vài bước nữa, kia là cánh chiếc cầu lắc y lẻo. Anh nhìn em cười mỉm, em mới nhìn anh ý nó nụ duyên tình. Em à, giờ đây đến lượt anh nhắc với em. Kìa em thấy không, dưới bóng tre xè xè đôi nấm mộ, nơi chúng ta rơi lệ vùi hay đấng thân sinh. Rồi cũng nơi này, nhưng mai đây con chúng mình sẽ khóc và chôn chúng mình trong huyệt lạnh. Thế là hết em ơi, đợi người từ lúc sinh ra đến già rồi chết từ nãy giờ. Ôm nó lại con bao nhiêu ngày. Thôi vợ chồng mình hãy vào nhà giải trẻ, mau phấn đấu tìm danh lập nghiệp. Nếu chẳng chờ thì mong sẽ tàn, cái già cái chết ở gần kề sau.